Tiếp tục với thông tin về giá vàng. Giá vàng trong nước phiên giao dịch ngày hôm nay đã có những diễn biến trái chiều sau kết thúc phiên giao dịch sáng nay. Cụ thể, tính đến 11 giờ trưa nay, giá vàng dòng Thăng Long đã tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên giao dịch của ngày hôm qua. Và sản phẩm này được giao dịch mua vào ở mức là 55.630.000 đồng một lượng và bán ra ở mức là 56.408.000 đồng một lượng. Trái ngược với đà tăng thì giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu lại giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều và được giá mua vào là 66.420.000 đồng một lượng và giá bán ra là mức 67.020.000 đồng một lượng.